Xin mến chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại Thiếu Nghĩa cũng đang có mặt tại xã Tân Lập thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với diện tích là ngang là 6m5, còn dài là 70. Thì lô đất của mình sở hữu là hai mặt tiền luôn. Một mặt là mình nói tiếp với quốc lộ 62 là 6m5 và sở hữu thêm một mặt tiền hậu kinh sáng nữa nha quý anh chị. Thích hợp cho cô chú anh chị mình về buôn bán luôn, về là mình xây nhà sàn rồi mình buôn bán luôn quý anh chị, cũng khá là hợp lý luôn cô chú anh chị ơi. Xe thì chạy dập dìu luôn. Thì cái tuyến đường này là mình đi về ngay thị xã Kiến Tường nè, là tầm khoảng là 9 km là mình đã tới ngay thị xã nha quý anh chị. Còn cái tuyến đường mình đi ngược lại là mình về Sài Gòn là tầm khoảng là 70 tới 90 km nha quý anh chị. Cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình đang ở nha. Dân cư ở rất là đông luôn. Pháp lý của lô đất mình là sổ hồng nha quý anh chị, còn ranh gấp á, là rõ ràng luôn. Và phần đất này á, thì chủ cần bán với mức giá là 700 triệu là giá hết đất nha cô chú anh chị. Thì quý anh chị mình quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại của em là 0816556639. Em sẽ luôn luôn kết nối cho cô chú anh chị mình xem đất thực tế và mình gặp ngay chính chủ xem giấy tờ thực tế nha quý anh chị. Và khi quý anh chị mình mua lô đất này cần bên em hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ để chuyển đổi mục đích thì bên em vẫn hỗ trợ cho cô chú anh chị mình về mọi mặt pháp lý, giấy tờ khi quý anh chị mình có yêu cầu nha. Và em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha. Và em cũng xin cô chú anh chị hãy cho một lượt like và một lượt đăng ký để em có một động lực tìm kiếm những lô đất mới nhất, đẹp nhất gửi đến cô chú anh chị mình cùng xem nha. Và em xin chào cô chú anh chị ạ.